Astro Power One Ultimate, hiệu suất cực đỉnh, trải nghiệm cực chất. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai,
khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn, buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Trời đang ngớt mưa, em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa? Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa, người ta đã quên, sao giờ em vẫn chưa thể quên? Tình yêu sao lại tan nhẫn như này? Kỷ niệm xưa giờ là những thước phim dở thường, em tôi đi tua lại để làm chi nữa? Sao vẫn thương một người này đã hết thương mình? Sao em chưa một lần tự thương lấy em? Người ta nay đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Cho ai rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn, buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Phải cố bước đi đến cùng, buồn nào rồi cũng sẽ đến lúc phải buông. Oh, yeah. Người ta nay đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, dòng lệ cứ tuôn, buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Dù nhiều người đã đến nhưng chẳng có ai ở lại, tự than trách mình chẳng biết đúng hay sai. Chuyện hợp tan lại cũng phải trải qua biết bao lần, người nặng lòng hơn sẽ là giữ tay mong anh ở
đây anh chỉ cảm thấy thiếu anh lại hay. Vì ai cũng biết vốn đâu cần thiết kế bên một ai chẳng tốt như anh. Anh chẳng bằng ai, em ơi đừng sai. Vội vã giữ anh vì tạm thời chưa ngoái ngoái. Dừng lại giờ vẫn kịp lúc anh chúc em hạnh phúc. Nhưng đâu ai ngờ hôm nay. Nhẹ nhàng hay quá. Ca khúc này xin dành cho nhân vật tướng mặt trăng vì chọn sai bài. Nhiên dễ sợ. Chẳng ai sai ai đúng chia tay vì ở anh vẫn chưa có gì. Sau này em sẽ nghĩ bỏ phí thanh xuân, vậy bước đi đừng bên anh nữa chờ ngỡ. Giữ tay mong anh ở đây, anh chỉ cảm thấy thiếu anh lại hay. Vì ai cũng biết vốn đâu cần thiết kế bên một ai chẳng tốt như anh. Anh chẳng bằng ai, em ơi đừng sai. Vội vã giữ anh vì tạm thời chưa nguôi ngoai. Dừng lại giờ vẫn kịp lúc anh chúc em. Nhưng đâu anh ngờ hôm nay em đang cầm tay anh và nói lời thương anh hơn bạn thân nữa. Trả lời lạnh lùng trong mưa, trở về đi em về chưa. Người ta nói một khi yêu là chắc ta biết chốt đâu, có khi chính ta lại là một người sai. Trên mang thương đau lại cho người. Trong lòng cảm xúc.